Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 17, thu thập và phân loại dữ liệu. Sách giáo khoa môn toán lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 92 nào. Chúng mình sẽ đến với cái phần bài tập này. Bài 5.1. Người ta yêu cầu này: với mỗi câu hỏi sau, hãy xác định xem dữ liệu thu được thuộc loại nào. À, như vậy thì trong cái phần lý thuyết thì chúng ta nắm được là gì nhỉ? Dữ liệu chúng mình có hai loại. Loại thứ nhất là dữ liệu số, và loại thứ hai dữ liệu không phải là gì? Là dữ liệu số, đúng nào? Đó, vậy thì bây giờ mình hãy áp dụng nó để làm cái bài này. 5.1 này. Câu A. Bạn có cho rằng đọc sách là một thói quen tốt? Như vậy ở đây người ta có 4 cái phương án này: rất đồng ý, đồng ý, không đồng ý và rất không đồng ý. Như vậy thì nhìn vào đây thì chúng mình thấy dạng dữ liệu này thu được là dạng dữ liệu gì? À, như vậy mình sẽ trả lời này: dữ liệu thu được, nó chỉ là gì? 4 mức này thôi, đúng không nào? Thu được không là gì? Không là dữ liệu số, đúng không nào? Không là dữ liệu số, đúng chưa? Đó. Và cái dữ liệu này này thì chúng ta thấy có thể làm sao? Nó thuộc cái loại 2 ở cái dạng dữ liệu không là dữ liệu số, đúng không? Nó có thể sắp xếp theo thứ tự giảm dần hoặc là gì? Tăng dần, đúng không nào? Rồi. Câu B. Ca sĩ Việt Nam nào bạn thích nhất? Đó, như vậy thì đây cũng là một cái loại thu thập nữa này. Chúng ta sẽ thấy này, ca sĩ Việt Nam nào mà bạn thích nhất? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ thấy gì nhỉ? Dữ liệu này cũng là dạng dữ liệu như thế nào các em? À, dữ liệu thu được cũng không là dữ liệu số, đúng không? Không là dữ liệu số. Hay có một cái cách khác nữa là dữ liệu không là số nhé. Hoặc chúng ta có thể gọi nó là gì? Dữ liệu không là số. Đấy, không có giáo viên bắt bẻ là mệt lắm. Dữ liệu không là số. Được chưa? Dữ liệu không là số. Được chưa các em? Rồi, sang bài 5.2. Vuông đưa ra ý kiến về tay thuận của các bạn học sinh trong trường như hình bên. À, tức là gì? Bạn Vuông bạn đưa ý kiến này, là đa phần học sinh ở trong trường thì thuận tay, tay phải. À, thuận tay phải nha. Em hãy đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp bạn Vuông kiểm tra ý kiến của mình. À, tức là tôi yêu cầu mình làm sao nhỉ? Đưa ra cái phương án để mình thu thập về cái dữ liệu, xem có phải là đa phần học sinh ở trường là thuận tay gì? Tay phải hay không? Đúng là các em hiểu cái đề của người ta chưa? À, như vậy thì để mà làm được cái này thì chúng ta sẽ giúp cho bạn Vuông dùng cái phương pháp gì nhỉ? Dùng phương pháp gì? Quan sát, đúng không? Đấy, như vậy thì ở đây, bài 5.2 này. Em đưa ra phương án thu thập dữ liệu phù hợp để giúp cho bạn Vuông này. Như vậy thì chúng mình sẽ giúp bạn Vuông như sau này. Bạn Vuông có thể... Cái này ở lớp 6 mình có làm những cái bài dạng này, đúng không nào?
có thể dùng cái phương pháp quan sát, tức là vào trong lớp học, quan sát xem bạn nào là gì, viết bằng tay tay phải hay là viết bằng tay trái, đúng không nào? Có thể dùng phương pháp quan sát để làm sao? Để thu thập cái dữ liệu này các em. Phương pháp quan sát. Được chưa? Đấy, như vậy thì bạn vuông sẽ làm sao? Có thể đi quan sát ngẫu nhiên. Ta nên lấy là ngẫu nhiên nhé, chứ không lấy ở trong một cái lớp nào hết. Đúng không nào? Ngẫu nhiên một số bạn ở đâu? Ở các lớp. Nhớ là phải ở các lớp nha, chứ không lấy ở trong một lớp nhé. Của đâu? Của trường. Vậy thì đây là cách thứ nhất chúng ta có thể hiến kế cho bạn vuông. Đúng không nào? Ngoài cái cách quan sát này ra này, thì bạn vuông có thể này dùng cái cách nào nữa nào? À, như vậy thì bạn có thể dùng ngay một cái cách dễ nhất, đúng không? Hỏi bạn thuận tay trái hay tay phải, đúng không nào? Bạn vuông có thể sử dụng cái phương pháp là gì nhỉ? Hỏi đó, chúng ta gọi nó là phỏng gì? Phỏng vấn, đúng không nào? Phương pháp phỏng vấn nhé. Đấy, tức là gì? Hỏi để biết bạn thuận tay trái tay phải, đúng không nào? Đấy, như vậy chúng ta có hai cái cách để hiến kế cho bạn vuông. Sang bài tiếp theo 5.3. Vân muốn kiểm tra nhận định các bạn học sinh nam yêu thích các chương trình thể thao hơn các bạn nữ. Hãy lập bảng hỏi. Tôi yêu cầu là lập cái bảng hỏi nha. Và thu thập dữ liệu để kiểm tra cái nhận định này. À, như vậy thì đây là cái bài mà yêu cầu chúng mình phải làm sao? Lập một cái bảng hỏi để chúng mình gì? Thu thập về cái dữ liệu xem cái nhận định là bạn nam yêu thích chương trình thể thao hơn bạn nữ có đúng không? Đúng không nào? À, như vậy thì chúng mình phải làm sao? Phải thực hiện cái bảng đó thôi, đúng không nào? Như vậy ở đây thì chúng mình sẽ thiết kế ra một cái bảng. Đây, bài 5.3 đi. Chúng ta có thể khảo sát 3 bạn nam, 3 bạn nữ, hoặc là 4 bạn nam, 4 bạn nữ đều được, đúng không nào? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ là em thực hiện khảo sát này. Em sẽ thực hiện khảo sát mấy bạn? 8 bạn học sinh đi. 8 bạn học sinh. Trong đó có mấy nam? Trong đó thì sẽ có là chúng ta phải chia đều ra. 4 bạn nam và 4 bạn nữ nhé. Được chưa? Rồi, như vậy mình sẽ dùng cái bảng hỏi nè. Bảng hỏi chúng mình sẽ dùng như sau. Yêu cầu mình phải gì? Lập cái bảng hỏi, đúng không? Mình sẽ hỏi các bạn một cái câu rất đơn giản thôi. Đó là gì? Bạn dành cái thời gian mỗi ngày để gì? Theo dõi hay là xem các cái chương trình thể thao, đúng không nào? Để theo dõi các chương trình thể thao. Các cái chương trình thể thao là bao nhiêu đó, đúng không nào?
Như vậy thì đây chúng ta sẽ thiết kế ra là yêu cầu các bạn trả lời với khung thời gian là giờ chứ không là phút. Đúng không nào? Đấy, như vậy thì cái bảng hỏi đây này, thầy sẽ kẻ cái bảng hỏi này vào đây. Đấy, chúng mình sẽ sử dụng cái bảng này để chúng ta hỏi trong 8 cái bạn đây này. 4 bạn nam và mấy? 4 bạn nữ. Đấy, mình hỏi về cái này. Một, mỗi một ngày ấy, bạn dùng bao nhiêu cái thời gian để mà theo dõi cái chương trình thể thao? Đúng không nào? Vậy thì đây chính là cái bảng hỏi nhá, mà chúng mình sẽ dùng nè. Được chưa? Vậy thì sau khi chúng ta hỏi, thầy lau cái thước. Sau khi chúng ta hỏi á, thì mình sẽ lập được cái bảng gì? Bảng thống kê. Được chưa? Bảng thống kê. Bảng thống kê. Thời gian trong ngày. Thời gian trong ngày. Về. Về cái gì các em nhỉ? Theo dõi các chương trình thể thao. Các cái chương trình thể thao. Được chưa? Đó, như vậy các em sẽ lập cái bảng này ra. Chúng ta sẽ có là cái hàng ngang thứ nhất này, người được phỏng vấn. Người được hỏi hay người được phỏng vấn cũng được nhé. Người được hỏi đi. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có mấy? 8 bạn. Rồi cái cột thứ hai, hàng ngang thứ hai đó là về cái gì? Thời gian. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta sẽ thống kê nó ra. Đấy, các em kẻ cái này thì chú ý cái mực ạ. Mực cái bút này này. Đấy, nó thường hay bị lem. Đây thầy sẽ kẻ trước cái này đi. Ta sẽ ghi tên các bạn, sau đó mình sẽ kẻ cái cột nhé. Bạn thứ nhất là bạn An này. Đây, những mình sẽ liệt kê những cái bạn tên là bạn nam trước đi. 4 nam đúng không? An, bạn Nam, bạn Minh, bạn Việt. Đó, giả định đây là tên của các bạn nhé. Nữ thì sẽ là bạn Quỳnh, bạn Phương, đúng không nào? Bạn Mai và bạn Hoa. Đấy, như vậy có 4 bạn nữ sau và 4 bạn nam thì ở gì? Ở trước. Như vậy khi chúng ta có tên của các bạn rồi thì chúng ta sẽ kẻ cái này. Phần này thì chúng mình soạn sẵn nha. Khi mà chúng ta hỏi các bạn xong là chúng ta sẽ điền vào cái bảng này này. Chúng ta thống kê nó vào đây. Được chưa? Hay thầy chia nó có khi nó không được đều lắm. Thì kẻ để chúng ta biết là chúng ta nên làm cái bảng thống kê như thế nào thôi. Hình dung nó ra. Được chưa nào? Đấy, lem này các em. Như vậy thì khi chúng mình hỏi xong á, thì các bạn ấy sẽ trả lời đúng không nào? Khi các bạn trả lời rồi thì chúng ta sẽ điền vào đây. Chẳng hạn như bạn An này, bạn sẽ dành thời gian là mấy? 1 giờ chẳng hạn. Đúng không nào? Bạn Minh như này, lại là bao nhiêu? À, bạn Nam này, 1,5 giờ. Đấy, chẳng hạn là như vậy. Bạn Minh bạn dành tới 2 giờ đi. Đúng nào? Đó. Bạn Việt này, bạn dành tới 3 giờ cơ. Đấy, nhưng mà bạn Quỳnh này, bạn chỉ có bao nhiêu? 1 giờ. Bạn Phương cũng 1 gì? 1 giờ. Bạn Mai 2 giờ. Và bạn Hoa này 1 giờ. Đấy. Như vậy thì từ cái bảng thống kê ở trên ấy, thì chúng ta sẽ nhận định được cái điều gì? Như vậy thì từ cái thống kê, từ thống kê thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cho thấy cái nhận định là các bạn nam này so với các bạn nữ. Bạn nữ chỉ có bạn Mai là 2 giờ thôi đúng không? Còn các bạn nam đa số là gì? Dùng cái thời gian trong ngày cho thể thao nhiều hơn đúng không nào?
theo dõi chương trình thể thao nhiều hơn. Vậy thì mình khẳng định là gì? Cho thấy cái nhận định trên. Nhận định trên là gì? Là đúng nhá. Đó, như vậy thôi. Em không cần ghi lại cái nhận định là các bạn nam hay là các bạn học sinh nam thì yêu thích các chương trình thể thao hơn, hơn nữ nữa. Ta chỉ cần nhận định trên là đúng là được rồi. Xong chưa nào? Đó, như vậy thì cái bài 5.3 các em làm theo cái hướng như vậy cho thầy. Ok chưa? Rồi, sang bài tiếp theo. 5.4 nào. Các dữ liệu thu thập được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? À, ta hỏi là có đảm bảo cái tính đại diện không nhé. Thì mình sẽ trả lời là nó có đảm bảo hay không đảm bảo thôi. Được chưa? 5.4 này. Trong một khu dân cư có 5.000 hộ gia đình, để xác định trung bình mỗi hộ gia đình có bao nhiêu TV, một nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu bằng cách đánh số các hộ gia đình từ 1 đến 5.000 và ghi lại số TV của những hộ gia đình có số thứ tự là 1, 11, 4, 991. À, như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái này có đảm bảo không? Đảm bảo không? Các bạn đánh số rồi, có 5.000 hộ mà các bạn đánh số từ 1 cho đến gì? 5.000 và ghi lại số TV, và các bạn đánh số TV cũng theo số gì? Thứ tự như vậy. Vậy có đảm bảo không các em? Quá đảm bảo đúng không nào? Như vậy mình sẽ trả lời câu A. Trong cái trường hợp này, tức là trường hợp A này này các em, đúng không nào? Thì dữ liệu thu được đảm bảo tính đại diện, đúng không nào? Đảm bảo tính đại diện. Vì sao các em nhỉ? 5.000 hộ. 5.000 hộ gia đình đều làm sao? Đều như thế nào nhỉ? Đều được đánh số gì? Đều được đánh số gì? Theo gì? Thứ tự từ 1 cho đến bao nhiêu? 5.000. Đều được đánh số từ mấy? Từ 1 đến bao nhiêu? 5.000. Đúng nào? Đấy. Đánh số như thế này nên là sao? Nên cái số liệu thu được, số liệu thu được sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào nhỉ các em nhỉ? À, số liệu thu được sẽ gì? Có tính đại diện nhé. Được chưa? Rồi, ta chỉ cần ghi ngắn gọn như vậy thôi. Sang câu B. Để đánh giá thể lực của học sinh toàn trường, giáo viên thể dục đã cho các bạn trong câu lạc bộ bóng đá của trường chạy cự ly 1.000m và ghi kết quả lại. À, như vậy thì cái này đọc một cái là chúng ta thấy là sai rồi đúng không? Câu lạc bộ bóng đá, nhưng mà thể lực này thể lực của ai? Toàn trường. Mà chỉ cho câu lạc bộ bóng đá thôi thì có được không? Không, đúng không? Giống như trong phần lý thuyết, để mà thu thập về các bạn sử dụng internet, người ta chỉ lấy mỗi cái lớp nào? Lớp mà trong câu lạc bộ tin học không thì nó đâu có toàn trường được, đúng không nào? Đấy, như vậy thì cái này chúng ta sẽ làm sao? Trong trường hợp này, đúng không nào? Trong trường hợp này, em ghi ngắn gọn thôi. Trong cái trường hợp này, tức là trường hợp B này, thì cái dữ liệu thu thập được như thế nào các em nhỉ? À, dữ liệu thu thập được, ta dựa đây, ở trên là đảm bảo thì đây sẽ là gì?
không, không đảm bảo, không gì, đảm bảo tính đại diện. Đó, chúng mình phải giải thích vì sao. Vì sao nhỉ? Vì đánh giá thể lực của học sinh toàn trường. Các em ghi rất là rõ nhé. Đánh giá thể lực của ai? Học sinh toàn trường. Của học sinh toàn trường. Mà chỉ là gì? Mà chỉ làm sao? Mà chỉ thu thập các bạn ở đâu? Trong câu lạc bộ bóng đá. Mà chỉ thu thập trong câu lạc bộ bóng đá. Nên làm sao? Nên các bạn không nằm trong câu lạc bộ. Không nằm trong câu lạc bộ có được đánh giá không? Không, đúng không? Đấy, câu lạc bộ không làm sao? Không được thu thập. Do đó cái này không đảm bảo tính gì đại diện nhá. Ok chưa? Đấy. Chữ thầy hơi xấu tí nhỉ. Nhưng mà chắc là vừa giảng vừa nói thì các em cũng vừa ghi kịp đúng không? Rồi. Bài 5.5. Bình phỏng vấn 50 bạn nam trong trường hợp trong trường thì thấy có tới 30 bạn thích bóng đá. Bình kết luận rằng đa phần các học sinh thích bóng đá. Kết luận này có hợp lý không? Tức là phỏng vấn 50 thì có tới 30 trả lời là thích gì? Tôi thích bóng đá. Vậy thì bạn Bình kết luận là sao? Đa phần học sinh thích bóng đá. Vậy cái kết luận này có đảm bảo hay không? Đó, có hợp lý không? Có hợp lý không các em? À, như vậy thì cho thấy là gì? 50 bạn nam trong trường, Bình kết luận đa phần học sinh. Đa phần học sinh này là đa phần học sinh của ai? Của trường nha. Đấy. Nên là cái kết luận này chúng ta cũng sẽ thấy làm sao? Kết luận của Bình sẽ làm sao? Không hợp lý, đúng không nào? Kết luận sẽ không hợp lý. Bởi vì sao? Đây mới chỉ là những bạn nam thôi. Đấy, còn đây là học sinh thích bóng đá. Học sinh thì sẽ có cả nam và nữ, đúng không nào? Đấy, không hợp lý. Vì sao? Vì Bình chỉ làm sao đây? Chỉ phỏng vấn ai? À, các bạn nam. Đúng không? Đấy, các bạn nam. Được chưa? Được chưa nào? Hoặc là người ta ghi thêm cho câu nữa này. Chỉ phỏng vấn các bạn nam, còn các bạn nữ thì chưa gì? Chưa được phỏng vấn. Được chưa nào? Đấy, nên không thể kết luận là học sinh ở trường là thích bóng đá hết được. Ok. Rất là ngắn gọn và xúc tích thôi đúng không nào? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành xong được cái bài 5.5 và cũng là cái bài cuối của cái phần bài tập này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho các bạn nhé.